Quý vị đang theo dõi đài Việt Radio 1560 AM. Thưa quý vị, đây là chương trình Người Việt Hải Ngoại. Ngày hôm nay thì có sự hiện diện tại đây là anh Kevin Ngô, và trên đường dây chúng tôi có sự hiện diện góp tiếng của một người khách mời rất là đặc biệt từ Đức Quốc, đó là người bướm gió Bùi Thanh Hiếu. Trước tiên chắc là dành cho người ở xa đi ạ. Chào anh Hiếu. Dạ, chào chị ạ. Anh Kevin. Chào anh Hiếu, chào quý vị thính giả của Việt Radio 1560 Bella Houston. Cái này gọi là tiên khách hậu chủ hả? Người ta chỉ tiên chủ hậu khách, nhưng mà người ở xa thì lúc nào mình cũng tiên. Chào các anh chị và chào các bạn đang quý thính giả là nghe đài. Anh Gió có khỏe không? Dạ, sức khỏe tôi cũng bình thường, cảm ơn chị. Dạo này là anh buôn gió, buôn bán nó khá không anh? Dạo này rất là vất vả vì nhiều sự kiện để mà phải bận tâm quá anh ạ. Trong cái tháng vừa rồi thì dồn dập bao nhiêu cái sự việc nó đến cũng mệt mỏi. Anh Gió thì dạo này thì có lẽ rất là bận rộn, bởi vì anh liên tục phải cập nhật những cái tin tức, cũng như là đi họp báo, đi thu thập những cái tin tức để viết bài. Anh đang theo dõi cái vụ án, chắc là cũng được cho là một cái vụ án lịch sử đang diễn ra tại Việt Nam, đó là cái phiên xử Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh. Đây coi là một cái phiên tòa lịch sử, bởi vì thứ nhất á, là lần đầu tiên một ủy viên của Bộ Chính trị được đưa ra để mà xét xử. Không biết là anh Gió có những cái nhận định gì về cái phiên tòa này? Trước tiên là cái phiên tòa này xử về những người ta đưa ra xét xử Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh là những hành vi là tham ô và hành vi là làm sai trái. Chúng ta đều biết là ở trong cái nền kinh tế thị trường của cộng sản thì nó là một cái mô hình kinh tế rất là quái thai, nó làm theo sự chỉ đạo của một nhóm người, đâm ra nó không phải là vận hành trong một cái nền kinh tế nó lành mạnh thông thường. Cái chuyện nó sai trái và cái chuyện nó sai phạm nó thường nó là xảy ra là cái điều đương nhiên. Tại vì sao mà tất cả ai đều có sai phạm cả mà ông Đinh La Thăng bị ra xử, thì theo tôi thì đây là cái sự là chỉ định của bên Trung Quốc. Người ta thấy là trong ông Đinh La Thăng ở trong cái nhóm mà những cái ủy viên Bộ Chính trị là ông ở trong cái nhóm mà khởi xướng cái tinh thần kiểu như là thân với phương Tây, mở rộng với Hoa Kỳ và bài xích Trung Quốc. Thì chính vì cái lý do đấy mà bên Trung Quốc họ đã chỉ đạo cái phe đảng bảo thủ là phe Nguyễn Phú Trọng là phải bằng mọi giá là phải đưa cái nhóm ông Đinh La Thăng này ra tòa và để kết tội, để cho cái hình ảnh là người chống Trung Quốc hay là cái phe chủ trương chống Trung Quốc đã bị kiểu như là nhục nhã, là bị xử xét xử một cách không công bằng, để cho người mọi người dân hay là các cái ủy viên trung ương khác hay các thế lực khác ở trong nước Việt Nam họ phải kiếp sợ. Anh Kevin có ý kiến gì không? Nếu mà anh Thanh Hiếu, anh Hiếu là bây giờ ở Việt Nam đó, nếu mà tham nhũng với hối lộ đó mà đưa ra xét xử đó, thì kể cả cái người mà đang ngồi trên bàn thẩm phán đó mà xét xử ông đó, mình cũng cần phải đưa ra luôn, đúng không anh? Vâng, tại vì làm gì có ai, hầu như tất cả không còn sót một ai anh ạ. Tất cả người khác lên, ngay cả đến ông Nguyễn Phú Trọng thì ngay từ ông làm thời bí thư thành ủy Hà Nội thì ông cũng cấu kết với cái bọn tập đoàn đã làm cái khu đô thị kiểu như cấp cao Sibucha, rồi ông ấy cũng làm vào đấy đến hàng nghìn tỷ, có 4.000 tỷ tiền sai phạm ở trong đấy, thì ông làm bí thư thành ủy, ông ấy ký quyết định đấy thì chắc là ông ấy cũng ăn rất là nhiều, nhưng mà bây giờ thì ông đi ông bắt người khác. Cái này thì bắt buộc anh, tự vì với cái đồng lương hiện tại của tất cả những người cán bộ nhà nước Việt Nam đó, nếu cái đồng lương của họ đó mà bây giờ ngồi xuống để mà vô mà audit bất cứ một cái người nào với cái lương của họ đó, thì làm sao mà họ có nhà xây được, làm sao mà có biệt thự hay là biệt phủ được. Nên là không cần biết là ai, bây giờ nếu mà đem ra audit thì chắc chắn, có thể nói kêu mình chưa dám nói là 100%, mà có thể nói là 99.99% là có thể là 100.000 người cũng có thể là có một vài người cũng liêm chính, tức là ăn nhẹ nhẹ, tức là
quà biếu sáng gì đó thôi. Chẳng hạn như ông chồng thì có những người, Kevin thấy là có những người họ cũng liêm chính, nhưng cái số đó chỉ là trong một phần triệu hoặc là một phần trăm ngàn thôi. Tức là, nhưng mà bà vợ thì đôi khi đàn bà thì cũng du di, người ta đem tới, người ta tặng cái quà gì cho bà hay gì đó, thì Kevin nghĩ cũng có những cái trường hợp ngoại lệ đó, chứ không chúng ta cũng không có vơ đũa cá nắm. Nhưng có thể nói rằng là 1.000 người hoặc là 10.000 người may ra với có một người, còn tất cả những người nào mà có nhà xây mà từng 3 tầng trở lên, có 1-2 cái nhà, một vài đám đất, thì chắc chắn là những người đó nếu mà đem ra audit thì không cách nào, không có cái cách nào mà gọi là họ chỉ nói rằng là nuôi heo, nuôi gà, buôn chổi đót, chạy xe ôm, chứ đâu có cách nào khác, đúng không anh Hiếu? Khoan anh Hiếu ơi, cho Tường Minh được đọc cái số điện thoại 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị muốn tham gia vào chương trình này, có những bàn luận với chúng tôi, thì quý vị cũng có thể gọi vào ngay bây giờ. Trở lại với anh Hiếu. Không, tôi nghĩ cái trường hợp của anh nói là nó chỉ đúng ở so với ở cái cấp làng, cấp thôn thôi, chứ còn khi mà lên đến cấp của xã hay là của quận rồi thì không thể nào mà không tham nhũng được, không thể nào mà không ăn hối lộ được cả. Vì ở cái cấp phường, cấp xã thì anh là từng ở mức đấy rồi, anh trở về làng xã thì thôi, thì có thể là biếu nhau được cái tí này tí kia thì cầm. Chứ đã anh đã lên đến trên cao rồi, anh không ăn thì anh không thể nào lên được, thì các cái đồng chí của anh họ sẽ đề phòng anh, họ bảo nếu mà anh không ăn mà họ ăn thì có ngày anh sẽ tố giác họ, đâm ra họ sẽ không bầu phiếu cho anh lên, từ khi anh cùng ăn cùng họ thì họ mới bầu phiếu cho anh lên. Khi anh đã lên đến cấp mà xã, cấp huyện trở lên rồi, cấp quận trở lên rồi, thì tôi nghĩ rằng không 100% mà đều phải là tham nhũng cả, vì không tham nhũng thì sẽ không ai bầu phiếu cho anh. Thưa anh Hiếu, tức là phải tham nhũng hối lộ thì mới cùng mâm được ha. Không, đúng thật. Cái đấy thì bây giờ người ta không thể nào, bây giờ 9 người xấu, người ta không thể nào bầu một cái người tốt trong sạch lên để cuối cùng là người đấy người ta làm cấp trên mà người ta lại xử lý lại họ cả. Họ phải chọn một thằng, cứ như là có khi lại là một thằng xấu nhất trong cái đám 9 thằng đấy để họ đưa lên để họ làm cấp cao, để coi như là thằng nào cũng ăn cả rồi, không thằng nào xử thằng nào cả. Anh Hiếu với lại anh Kevin, có những cái ý kiến nói là những cái người mà bên ban tuyên giáo cũng như là lý luận đảng chẳng hạn, thì họ không có tiếp cận được với những cái dự án kinh tế, nên họ cũng sẽ ít tham nhũng hơn, và người ta nói những người đó thì liêm khiết, thì như vậy theo anh nghĩ thì như thế nào? Tôi vừa rồi là mọi người không để ý, chứ có một ông giáo sư, ông chuyên ngành về giảng dạy về đảng này, ông ấy bị một cô gái lừa mất là một cái căn hộ là mất 17 tỷ hay là 20 tỷ đồng ấy, thì lúc ấy đợt đấy báo chí nó cũng ầm ĩ đấy. Chỉ có lý luận đảng thôi mà đâu có tiếp cận với những dự án kinh tế, mà tại sao mà có nhiều tiền dữ vậy anh Hiếu? Thì bây giờ tôi giải thích cho chị là họ sẽ đẻ ra những cái dự án, những cái đề án, ví dụ họ bảo đề án nghiên cứu về xây dựng lý luận đảng trong thời kỳ đổi mới này, xong họ bảo là cái đề án này nếu mà nghiên cứu mà phải đầu tư phải mất khoảng đến 20 tỷ cái dự án này, xong khi đấy họ chỉ làm một ít giấy bút rồi họ thuê vài ba thằng rất nhanh rất quậy chết, chỉ vài ba tỷ thôi thì họ ăn ra mười mấy tỷ đấy. Wow, cái này cũng hay anh. Đúng, ổng không có thể tham gia những cái dự án lớn, nhưng mà tự vì ổng cũng có cái connection, ổng có thể chạy án được, ổng có thể là hút cấp cho người ta để người ta họ có thể làm ăn với nhau được. Cái quan trọng là cái quan hệ, đúng không ha anh hả? Không, đấy là họ ăn tiền ở cái dự án về, ví dụ tôi nói rồi là những cái dự án về lý luận xây dựng đảng, về những cái chương trình lý luận, về những cái dự án lý luận, thì họ đặt ra là trị giá của cái đấy là 20 tỷ chẳng hạn, thì họ chỉ làm hết 3 tỷ thôi thì họ ăn 17 tỷ. Những cái tiền đấy thì người ta bảo là tới tiền chất xám thì không ai tính vào đâu. Cái thứ hai là những cái người đấy, chúng ta hỏi là tất cả các đảng viên của Đảng Cộng sản khi muốn lên chức đều phải qua một cái trường gọi là trường lý luận cao cấp Hồ Chí Minh, hay trường lý luận cao cấp chính trị Hồ Chí Minh. Thì những cái học sinh đấy, như người ta, những cái học viên đấy, người ta có đến trường người ta học đâu, hoặc là họ chỉ học chỉ láo nha láo nháo, và các ông giảng viên ở cái mặt lý luận kia ấy thì các ông ấy thường thường giáo viên là giảng viên luôn, thì ông chấm điểm thì ông cứ lấy của mỗi người 500 triệu hoặc 1 tỷ đấy, là ông ấy ký cho cái là đã học xong. Thì chúng ta thấy là trong các cái lý lịch của ủy viên trung ương ấy, ai cũng ghi là học trường lý luận cao cấp chính trị cao cấp, nhưng mà họ có học gì đâu. Chúng ta thấy cái trình độ họ trả lời báo chí ấy, cái gì họ chả có một tí kiến thức gì cả. Bây giờ thậm chí hỏi họ kể về chủ nghĩa xã hội nhưng khi họ cũng chẳng biết. Tức là đầu tiên á là muốn được thi á là phải đủ cái giờ học,
thì họ nhờ những cái người ở trường đó bấm giờ giùm. Rồi tự nhiên đâu đi học đâu. Sau khi đủ luôn. Giờ đủ giờ xong thì họ mua thêm cái certificate cái bằng đó nữa là xong. Coi như là thì cái ở cái xã hội đó. Nhưng mà bây giờ muốn hỏi anh Hiếu là bây giờ nếu mà bây giờ trước tiên phải đi từng bước, đi cái bước trước dưới đi, cái đồng lương hiện tại mà mình nhà nước Việt Nam trả cho những cái người ở dưới đó, họ không sống được thì họ phải tham nhũng, phải hối lộ. Bây giờ giả sử đặt trường hợp bây giờ mình tăng một cái mức lương mà họ có thể sống được, thì anh nghĩ là họ có còn bắt đầu họ có còn tham nhũng hối lộ không? Nếu mà tăng cho họ một cái mức lương mà họ đảm bảo đời sống họ được ý, thì họ sẽ không tham nhũng hối lộ và họ sẽ làm tốt. Và nếu mà họ làm tốt thì cái đảng Cộng sản nó sẽ sụp đổ anh ạ. Họ cố tình giả đồng lương thấp, đấy là một cái mưu đồ, cái sách lược của họ để nuôi dưỡng đảng Cộng sản. Khi họ trả anh đồng lương thấp thì anh bắt buộc anh phải làm những cái việc mà phạm tội hoặc làm những cái việc lay lắt bên ngoài để anh kiếm sống. Thì những cái việc đấy thì họ sẽ thu thập vào một cái đội, cái bộ phận bảo tức là cái ủy ban bảo vệ trung ương đảng hoặc ban kiểm tra trung ương đảng, họ sẽ làm những cái đấy của anh lại. Và như thế là anh luôn luôn là anh phải gắn bó, anh phải phục vụ họ như là một cái băng đảng mafia. Khi anh tham gia băng đảng mafia, anh phải có những cái hành vi anh phạm tội thì nó mới cho anh tham gia cái băng đảng mafia và nó đưa dần anh lên. Chứ nếu mà anh mà tham gia mà anh không phạm tội, anh trong sạch, anh chỉ là người kinh doanh bán hàng bình thường các thứ như thế này thì không bao giờ là cho anh mà gia nhập cái băng đảng đấy. Cái ý đồ của cái đảng Cộng sản vì sao nó trả lương thấp cho người ta, để cho nó tạo cho người ta cái điều kiện để người ta, tuy rằng nó giả lương thấp nhưng mà là vẫn cứ tạo cho anh những cái điều kiện để anh phạm tội, để anh có tiền anh sống. Mà trừ cái phạm tội đấy là cái điểm yếu để nó làm anh luôn luôn anh phải trung thành với chế độ. Đấy là cái âm mưu thâm độc, chứ không phải là cái chuyện mà cái chuyện giả lương thì lên thì nó đơn giản nhưng mà nó không làm. Tường Minh có một cái câu hỏi muốn đưa ra cho hai anh luôn, đó là theo như anh Kevin cũng như là anh Hiếu, thì đối với một chính phủ độc tài và một chính phủ tham nhũng thì cái nào đáng sợ hơn? Thường thì độc tài nó sẽ đi chung với tham nhũng. Thường tất nhiên là độc tài là nó nguy hiểm hơn. Đối với Kevin là độc tài nó nguy hiểm, tự vì nếu mà thường thường thì hai cái đó đi chung, nhưng mà bây giờ nếu mà nó độc tài, nếu mà bây giờ tham nhũng mà không độc tài đó, đa đảng đó, thì sau đó họ có thể là kiềm chế được. Tức là đảng này người ta họ muốn thắng cử cho mùa bầu cử kế tới thì họ sẽ tìm cách để mà nghĩ ra cái cách để mà chống cái tham nhũng. Nhưng mà thường thì độc tài á, thì đối với Kevin là độc tài nó nguy hiểm hơn. Anh Hiếu có ý kiến như thế nào? Tôi nghĩ thì là cái tham nhũng thì đó chỉ là cái con mẹ của cái độc tài thôi chị ạ. Và từ cái độc tài nó mới sinh ra tham nhũng, và từ cái tham nhũng nó lại nuôi cái độc tài. Đấy là một cái sự nó tương tác, là hai bên nó nuôi nhau, nhưng mà nguồn gốc đầu tiên là nó phải có cái sự độc tài đó. Dạ đúng rồi, thì người ta nói thì phải độc tài thì mới có tham nhũng. Khi người ta xây dựng một chế độ thì đầu tiên người ta bao giờ người ta cũng đẻ ra những cái lý thuyết hay, và trên lý thuyết đấy thì người ta kiểm soát được quyền lực, người ta thành độc tài thì người ta lại đi, người ta phải xoay tiền tham nhũng để lấy tiền để duy trì cái sự độc tài đấy. Đúng rồi, theo như Tường Minh cũng hoàn toàn đồng ý với hai anh Kevin và anh Hiếu thì đúng là độc tài thì sẽ sinh ra tham nhũng, và cũng không thể chống tham nhũng khi mà còn độc tài. Thưa quý anh có thấy như vậy không ạ? Tại vì độc tài thì họ gom góp tiền vô rồi làm sao mà họ cái quyền lực, quyền hành nằm trong tay họ hết rồi, thì người dân cũng như là kể cả báo chí cũng đâu có một cái tiếng nói gì đâu để mà chống tham nhũng. Họ muốn đánh ai thì họ đánh, họ muốn triệt ai thì họ triệt thôi. Cái đó thì độc tài thì lúc nào cũng nó sẽ độc tài, nó cũng giống như độc quyền, lúc nào cũng vậy. Cái gì đó mà độc tài hay độc quyền lúc đó nó cũng rất là nhiều bệnh. Cái này thì nhiều ngàn năm rồi, mình coi qua nhiều lịch sử, chẳng hạn lịch sử không phải là lịch sử Việt Nam, là lịch sử rất là nhiều nước. Cái lúc nào ở đó mà có độc tài đi thì lúc đó nó sinh ra rất là nhiều bệnh. Cái chẳng hạn như bây giờ mình thấy rõ những cái nước độc tài thường là những cái nước rất là khó để mà phát triển, tự vì độc tài nó sẽ sinh ra nào là hối lộ, tham nhũng, rồi chèn ép cái người mà có khả năng, có những cái người mà có tài năng, khả năng để mà phát triển đó, lúc nào cũng bị chèn ép. Mà nhất ở Việt Nam mà theo cái tiêu chí là
nhất là hậu vệ, nhì là tiền tệ, no, nhì là quan hệ ha anh Hiếu hả, rồi ba với tiền tệ, rồi bốn gì đó, rồi đến cuối cùng chắc là với là trí tuệ hả? Anh Hiếu. Vâng, cái chuyện mà độc tài, về cái chuyện độc tài và cái chuyện tham nhũng thì tôi nghĩ rằng là tất cả các khán thính giả của đài hay là bất kể một cái người dân bình thường nào có đôi chút mà quan tâm đến thời sự thì họ cũng hiểu được cái vấn đề này chị ạ. À, dạ vâng, một lần nữa Thường Minh xin nhắc lại số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi muốn đặt ra với anh Bùi Thanh Hiếu hoặc quý vị muốn tham gia bàn luận trong chương trình này, quý vị cũng có thể gọi vô ngay bây giờ. Và trở lại với vụ án Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh, thì có một cái câu hỏi như thế này. Trước tiên thì cho Minh hỏi cái cuộc cái buổi họp báo ngày hôm qua thì nó xoay quanh những cái chủ đề gì thưa anh Hiếu? Ở Đức á. À, cái cuộc họp báo hôm qua ở Đức thì nó chỉ xoay quanh cái chủ đề là những cái người viết báo bị đe dọa thôi chị ạ. À, không có liên quan đến anh Trịnh Xuân Thanh cũng như ông Đinh La Thăng phải không ạ? À, vâng, không có liên quan gì đến đó. À, cho mình hỏi anh Hiếu một câu nhé. Theo như anh Hiếu nghĩ đó, thì sau Đinh La Thăng sẽ là ai? Ừ, tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà tôi nghĩ sau Đinh La Thăng thì giờ là không còn cái ủy viên bộ chính trị nào nữa đâu, mà chắc là chỉ còn lại những cái người như kiểu những các ông, các cái tập đoàn, các lãnh đạo các cái tập đoàn nhà nước trước kia như than khoáng sản, rồi là như ông Trần Bắc Hòa, chủ tịch ngân hàng dầu khí đấy, tức là những nhưng mà hình như là ông đi sang Singapore để chữa bệnh ung thư rồi phải không ạ? Hình như là ông nào mà chuẩn bị ấy đó, ông nào cũng bị bệnh hả? Bệnh này là bệnh theo nghĩa đen hay là nghĩa bóng ha anh Hiếu hả? Hay là cả hai? Tôi nghĩ là cả hai đấy. Tôi nghĩ là cái trường hợp là người ta thường thường là nó cũng bị bệnh. Có nhiều người người ta bị bệnh thật, nhưng mà khi mà người ta đương chức đương quyền là người ta khỏi phải lo nghĩ thì họ cũng còn sức khỏe chống cự, mà đến khi mà họ bị tinh thần của họ bị suy sụp thì tức là bệnh của nó đổ theo. Thấy ông Đinh La Thăng ổng ngày hôm kia thì phải, ổng nói là bây giờ ổng không muốn trả lời nữa, ổng mệt, tôi mệt quá rồi. Từ ngày tôi bị bắt đến giờ là tôi tinh thần sức khỏe tôi nó xuống, huyết áp tôi nó cũng tăng. Nên bây giờ mà các luật sư đã hỏi hỏi nhiều quá mà nói lớn quá. Nên là anh cái này thì đó là cái này nó là có thật, tại vì bản thân tôi cũng từng đi tù ở trong chế độ cộng sản rồi ấy. Khi mà vào tù thì người ta sống ở trong một cái phòng chật hẹp, rồi không khí đó kiểu như tù túng, nó không khí nó không được trong lành, rồi điều kiện vệ sinh nó không an toàn, rồi tự dưng là cứ thế là mình thành đổ bệnh thôi. Hoặc là trong cái thời gian mà thẩm vấn hỏi cung thì là nó căng thẳng quá, rồi tự dưng cái bệnh của mình nó cũng phát ra. Nhìn ông Đinh La Thăng thì những cái hình ảnh mà mình coi trên báo chí thì nó khác hẳn với những cái hình ảnh ngày xưa mà ông còn đang đương quyền đương chức. Thì nghĩa là ông rất là suy sụp, nhìn rất là già, rất là mệt mỏi. Nhưng mà ngược lại thì Trịnh Xuân Thanh nhìn vẫn có một cái nghị lực, phải không? Anh nhận xét như thế nào? Cái về sức khỏe thì đúng, tất nhiên rồi, lúc mà người ta đang trên lên voi thì lúc nào nó cũng khí thế hơn, nó cũng là nhìn thấy nó có nhiều tức là tinh thần cũng có rồi, nhìn thấy rất là ngon lành. Nhưng mà lúc mà vào tù hay gì đó thì cái chuyện đó là bình thường. Kevin cũng không có ý kiến gì, nhưng mà anh Kevin thấy rằng là báo chí Việt Nam bây giờ người ta họ đưa ra truy tố về cái vụ mà quà Tết biếu sáng 14 tỷ, nếu mà tính ra tiền Mỹ đó thì cũng khoảng chừng 600.000 đô. Một cái vụ lớn như vậy mà chỉ xoay quanh cái có vài trăm ngàn đô, Kevin nghĩ là vài nghìn tỷ nó mới hợp lý, bạc tỷ đô thì mới hợp lý, chứ còn mà cái con số bây giờ họ đưa xuống nó nhỏ vô cùng. Anh Hiếu thấy là sao? Kỳ trước cao đánh khẽ hả? Kỳ trước là đưa ra con số là mấy trăm ngàn tỷ lần mấy ngàn tỷ, mấy ngàn tỷ, bây giờ 3.200 tỷ. Nhưng mà sao bây giờ con số nó tự nhiên nó thụt giảm xuống vậy anh Hiếu? Còn 14 tỷ thì là 3.200 tỷ, đấy là con số ảo thôi mọi người ạ. Đầu tiên là cái công ty BVC đấy, nó lúc Trịnh Xuân Thanh mới về nhận thì nó trị giá khoảng 870 tỷ. Xong rồi Trịnh Xuân Thanh nó gom các công ty lại, xong rồi dựng lên một cái mô hình mới, xong rồi đưa lên sàn chứng khoán, thì lúc ấy chứng khoán nó đang phất, thế là nó thành trị giá nó thành mấy nghìn tỷ, xong rồi
về sau thì chứng khoán nó giảm giá đi thì nó thành như thế, chứ cũng không phải là cũng chả mất đi đâu đâu. Tâm ra vào cái vụ đấy là người ta đầu tiên người ta chỉ đồn ra như thế để gây bức xúc dư luận, để tạo cái sự căm thù, xong người ta muốn làm trái pháp luật cái gì đấy thì dư luận người ta cũng thông cảm. Ngay cả cái chuyện mà ở mười mấy tỷ đấy thì cũng không phải là do Trịnh Xuân Thanh người ta chỉ đạo đâu, đấy là do cái cậu Minh đấy là cấp dưới của Thanh ấy, tự cậu ý rút tiền, cậu ý tiêu riêng. Mà cậu Minh thì cậu ấy lại là cháu của cái ông thượng tướng Lê Quý Vương. Thế là cuối cùng là bây giờ là ông Nguyễn Phú Trọng ông gặp ông Lê Quý Vương, hai ông bảo là bây giờ trao đổi với nhau, bây giờ muốn cứu cái thằng Minh này là nào nó phạm tội rồi, mà tội của nó tử hình, thì bây giờ mà có cách là phải khai ra là cái tiền đấy là do thằng Thăng, thằng Trịnh Xuân Thanh nó xui mày lấy, rồi mày chia tiền cho nó. Thế là thằng Minh như thế bắt đầu là mới xui, chứ cả cái chuyện đấy là toàn đứng dựng ngược lên để khép cho thằng Thanh để có cái tội tham nhũng vậy, chứ còn làm gì có cái tội nào. Anh bảo đâu phải là chuyện người, anh bảo là bọn người ta nói là tham nhũng tinh vi xảo quyệt, anh bảo anh đọc báo thì biết tham nhũng nào, mà Trịnh Xuân Thanh kêu là mày đi rút cho tao mấy tỷ về tiêu, thế thằng kia đi rút mấy tỷ về, nó tham nhũng làm sao, nó phải tinh vi, nó phải xảo quyệt chứ làm sao mà nó đơn giản như thế, như kiểu như là nói nhau xong rút mấy tỷ, xong rút mấy tỷ về, xong đưa thành tham nhũng. Cái chuyện đấy chuyện người chỉ có trẻ con hay là mấy cái người thiếu kiến thức người ta cũng tin đấy, chứ làm gì có cái chuyện tham nhũng kiểu như thế. Ông nói ông lấy 4 đồng chứ hả? Mày cho tao 4 đồng. Lấy về tao cho tao 4 đồng để biếu sáng. Nhưng mà cái chuyện đó là một chuyện, cái chuyện một chuyện đấy họ làm cũng mắc cười. Tức là họ khai ra là một ông đứng ra khai rằng là trong một ngày mà biểu chuyển cho lấy cho tiền cho Trịnh Xuân Thanh vài ngàn tỷ. Chứ mình nghĩ được cách nào mà để anh tiền cho là tiền Việt Nam đi, rút ra 1.000 tỷ nó đâu phải là có con số nhỏ. Cái đó chắc phải nó lấy xe 18 bánh tới nó chở mày ra chứ. Không, cái chuyện vài ngàn tỷ ở đâu, cái đấy là chuyện chỉ có mấy tỷ thôi anh. Cái chuyện tham nhũng, cái chuyện xử tham nhũng có mấy tỷ thôi. Còn cái chuyện 1.000 tỷ là cái tiền ứng công trình thì là chuyển khoản từ tập đoàn xuống tổng công ty, chứ nó có phải là mang tiền đi chở đâu. Cái tiền đấy thì khác ở vụ án khác. Anh có nghĩ là cái bản án này đã có sẵn rồi không? Bởi vì thấy có vẻ như là xử rất là vội vàng. Cái bản án này thì nó khó sẵn rồi chị ạ, tại vì nếu mà thực ra là ông Trọng thì ông ấy muốn xử Trịnh Xuân Thanh là tử hình để cho ông thỏa mãn được những cái ý đồ của ông ấy, nhưng mà do cái sức ép của Đức thì ông không dám xử tử hình, nhưng mà ông xử chung thân. Từ khi là cái cậu mà Nguyễn Anh Minh có bị bắt, tức là ngày 29 tháng 10 đến lúc xử là có 2 tháng mấy ngày, thì làm sao mà từ lúc khởi tố rồi đến lúc mà điều tra, kết luận điều tra rồi chuyển giao viện kiểm soát rồi ra tòa án, làm gì mà 2 tháng một cái vụ việc. Thường thường những cái vụ việc mà xử đến mức án chung thân nhé, thì không bao giờ mà cái quá trình khởi tố vụ án bắt đầu chỉ có 2 tháng cả. Đây cái vụ án này nó chỉ bắt đầu khởi tố thằng Minh đấy, thì bắt nó ngày 29 tháng 9, bắt nó tội tham ô, và từ đấy là truy ra Trịnh Xuân Thanh, tức là chỉ có 2 tháng, mà 2 tháng đấy mà trong cái vụ án mà mức án mà xử chung thân thì chưa bao giờ có cả. Với cái nhìn của đúng, Kevin đồng ý với anh Hiếu, tại vì Kevin thấy rằng là ông Đinh La Thăng bị bắt ngày 8 tháng 12, đưa ra tòa xử là ngày 8 tháng 1, với một tháng đó thì cả hai phía, từ người bên công tố viên đi, thời gian một tháng không đủ để mà đúc kết hết hồ sơ mà để mà này là mà truy tố. Tháng rồi anh lạ gì công an Việt Nam nói thật anh, nếu mà nó đưa ra truy tố một vụ như kể cả ăn trộm gà nó cũng phải mất đến 2 tháng. Chả phải là nói chuyện lớn như thế này, người ta có tùy từng khung hình phạt, tùy từng mức tội, tùy cái thời gian điều tra, thì đây là kiểu như là làm ép. Và ông Trọng ông chỉ đạo là tháng 1 phải đưa ra xét xử, anh bảo tòa án gì mà một ông tổng bí thư chủ tịch một đảng ông bảo là phải đưa ra xét xử là cả một cái tòa án của một nước. Nhưng đưa mà ra xét xử tòa án đó là về phía bên chính phủ, còn về bên phía bên mà cái người tội phạm đi, defense team đi, thì cái bên defense team á, một tháng á, cũng không có đủ thời gian để cho người ta họ chuẩn bị.
thì chính những luật sư của phía bên ông Đinh La Thăng cũng đã lên tiếng nói là chúng tôi làm gì có đủ thời gian để mà chúng tôi coi lại những cái hồ sơ, rõ ràng là những cái hồ sơ của những cái đại công ty lớn như vậy ở Việt Nam thì những con số sổ sách của họ chắc là cũng rất là nhiều chứ đâu có phải là đơn giản đâu, làm sao có thể trong vòng một tháng đồng hồ mà đọc hết tất cả những hồ sơ để có những cái phản biện thì cho như là mấy chục người luật sư đi thì cũng gọi là cho có thôi chứ cũng không đâu có làm được gì. Vâng. Thậm chí là có luật sư của chị Xuân Thanh họ phải rút lui vì lý do là họ bảo là thời gian thì gấp quá, chỉ có mấy ngày bắt đầu là ở Việt Nam bắt đầu là viện kiểm sát khi nào mà cái cơ quan điều tra nó kết luận điều tra xong bắt đầu chuyển cho viện kiểm sát cáo trạng, viện kiểm sát đưa ra tòa là thì lúc đấy là luật sư là mới vào đó mới được quyền tiếp cận hồ sơ, chứ nó không được tiếp cận hồ sơ ngay từ đầu, mà tiếp cận từ đầu 2 tháng đó là ít rồi. Đây là còn phải đợi hết các thứ xong rồi mới được vào, có mấy ngày thôi đọc hồ sơ chả kịp, nên có mấy luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh người ta bảo họ không kịp đọc hồ sơ, họ không thể bảo chữa được cho thân chủ họ, họ rút lui, họ phải thế. Nhưng mà những cái vụ án này anh nghĩ luật sư có giúp được gì không, hay là chỉ là để mà luật sư để certify là cái quan tòa này cái vụ án này là được công bằng? Thì luật sư thực ra là chỉ vào để cho vụ án là công bằng thôi, chứ còn tất cả mọi thứ thì người ta sắp đặt từ trước rồi. Thậm chí là tòa ra tòa thì tòa đến ngay cả, tôi nghĩ là ngay cả những cái ông chủ tọa ở bên tòa ông cũng chả biết gì về cái vụ án này. Ông nhìn ngồi đấy cho người ta bảo điều khiển, ông ấy bảo không cho thằng này nói rồi, cứ nói thế này thế kia, thế là xong rồi, tuyên án thế là xong thôi. Nên đâm ra là khi mà luật sư người ta hỏi giám định viên là anh là giám định viên thì anh phải trả lời về việc này, thì tòa án bảo là giám định viên không cần trả lời cũng được. Anh bảo là thế thì các anh chị bảo là nếu mà nói như thế thì thôi thì cần gì đến tòa nữa. Tòa đối chất bảo là không cần trả lời cũng được. Dạ đúng rồi, thì những cái phiên tòa ở Việt Nam thì bản án cũng đã có sẵn rồi, nhất là đối với những cái nhân vật như thế này thì cũng không có lạ gì là những cái bản án đã được xếp đặt từ trước. Nhưng mà để trở lại với cái chương trình Người Việt Hải Ngoại ngày hôm nay thì xin phép anh Kevin cũng như là anh Hiếu và quý thính giả cho Tường Minh được chạy một vài cái thông tin thương mại rất là ngắn, và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau một vài thông tin thương mại. Xin quý vị đừng rời làn sóng nhé. Dạ vâng, và quý vị vẫn đang theo dõi Đài Việt Radio 1560 AM và đây là chương trình Người Việt Hải Ngoại ngày hôm nay với sự góp mặt của anh Kevin Ngô, và trên đường dây chúng tôi có tiếng nói của blogger người buôn gió tức là Bùi Thanh Hiếu gọi đến từ Đức Quốc. Và trở lại với cái câu chuyện của chúng ta trong cái phần 1, chúng ta đang nói về cái vụ án đang rất là nổi cộm ở Việt Nam, đó là phiên tòa xử Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh. Thì có một câu hỏi này thưa anh Hiếu cũng như là anh Kevin, thì trong cái phiên tòa hình như là Đinh La Thăng cũng đã có nhắc đến là cái này là do Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo, thì theo như anh thì ông Bí Thư Nguyễn Phú Trọng này ông có dám đụng tới những cái người hạ cánh an toàn mà như là Nguyễn Tấn Dũng hay không? Ông theo tôi thì ông Trọng khó lòng động đến ông Nguyễn Tấn Dũng, tại vì trong cái ông Đinh La Thăng ông bảo là đây là cái chỉ đạo này là của Bộ Chính trị và ông là trình với Thủ tướng, và lúc đó thì là ông Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải là có ý kiến chỉ đạo. Nhưng mà người ta bây giờ người ta sẽ cái rằng là họ không chỉ đạo, họ chỉ đạo chung chung thôi. Tức là họ bảo là mày phải chọn một cái công ty nào mà hãy chọn những cái nhà thầu là có năng lực, chứ họ không nói là tôi không đích danh là bảo là chọn BBC. Tức là bên cấp trên thì người ta rất là khôn. Ví dụ người ta muốn nói một cái tức là họ bảo anh là đi đến Hoa Kỳ chẳng hạn, nhưng mà họ sẽ không nói với anh là mày phải đi đến Hoa Kỳ, mà người ta bảo là mày hãy tìm cái nước nào giàu mạnh và dân chủ chẳng hạn đấy. Thì như thế người ta phải hiểu, cái cấp dưới nó phải hiểu là đấy là đi đến Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu mà đi đến Hoa Kỳ có tội gì thì họ sẽ lại bảo là ta có bảo mày đi đến Hoa Kỳ đâu, ta bảo mày đi đến nước nào dân chủ giàu mạnh thì thiếu gì nước đấy, thì họ sẽ chối như thế, nên không có cơ sở để động đến ông Nguyễn Tấn Dũng. Thì hồi trước giờ đó là những người nào mà hạ cánh an toàn, họ toàn là bao che cho nhau, ai vơ vét được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, phải không thưa anh Kevin cũng như là anh Gió? Nói chung là ở bên Việt Nam thì lúc nào người ta cũng phải có vây cánh bao che cho nhau. Nhưng mà bây giờ nếu mà Kevin thấy trên online đó anh Hiếu, Kevin có một cái tấm hình trong đó là ông Nguyễn Tấn Dũng ngồi chính giữa, xung quanh thì từ ông Đinh La Thăng,
cho tới ông Vũ Huy Hoàng, nói chung là nhiều, có Trịnh Xuân Thanh đề nọ, có khá nhiều người, coi như những người mà trong thời gian gần đây mà bị bị đưa ra tòa hoặc là bị hạ chức này nọ, thì khá nhiều người trong cái group đó. Anh Hiếu có thấy tấm hình đó không? Tôi cũng thấy cái tấm hình đấy anh ạ. Với anh tôi nghĩ thì đấy là một cái, lúc đấy là cái tập đoàn đấy, là ông Dũng ông ấy đến với thăm cái tập đoàn dầu khí, thì bây giờ ông chụp ảnh với những lãnh đạo của tập đoàn dầu khí. Mai kia ông đến cái tập đoàn than khoáng sản thì ông ấy chụp ảnh với những cái lãnh đạo của tập đoàn than khoáng sản. Rồi mai ông ấy đi đến Vinasin thì ông ấy chụp với Vinasin, thì tức là cái là người ta ở cái cương vị của người ta thì người ta đi đến cái nơi nào thì người ta chụp ảnh với những cái lãnh đạo địa phương, lãnh đạo bộ ngành, thì đấy là một cái tấm ảnh đấy đó trong đấy thôi. Có cái là bây giờ thì cái tập đoàn dầu khí thì bị mang ra đánh, thì là những cái người người ta chụp ảnh với ông ấy ở trong đấy thì người ta có trong cái vụ án đấy. Những cái biến cố mới đây ở Việt Nam đó thì cũng có ít nhiều đưa ra những cái tín hiệu về cái đường lối cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì không biết là anh Hiếu có nhận định gì về cái đường lối gần đây của Đảng Cộng sản Việt Nam? Tôi phải nói thế này này, những cái mà hôm nay người ta lôi ông Đinh La Thăng ra ấy, thì nó xảy ra cách đây thì tức là rất lâu rồi, từ năm 2011, 2009, 2008 thì đấy thì mọi người đều biết rồi. Mà tại sao xuất từ trong một cái quá trình như thế mà ông Thăng ông vẫn cứ đi lên đến bộ chính trị mà ông ấy không bị làm sao? Thì chúng ta phải xét lại là đến cái thời điểm mà khi mà ông Thăng làm bộ trưởng giao thông vận tải ấy, thì ông ấy có những cái lời lẽ ông quát tháo với nhà thầu Trung Quốc ấy. Sau đấy thì ông ấy làm bí thư thành ủy Sài Gòn, đúng vào bộ chính trị, ông ấy có những cái tiếp xúc với cái đại học Fulbright của cái ông dân biểu gì John Kerry hay gì đấy, thì chúng ta mới thấy rằng là những cái làn sóng bắt đầu báo chí tấn công ông ấy hoặc là các dư luận viên, bắt đầu là những cái cuộc thanh tra kỷ luật ông ấy đã bắt đầu có từ cái thời điểm mà bắt đầu ông lên tiếng chống Trung Quốc. Rõ ràng là cái sai phạm của ông ấy rất lâu rồi. Và ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư từ năm 2011, mà ông ấy cứ để cho ông Đinh La Thăng ông ấy từ dầu khí ông ấy lên đến bộ trưởng giao thông vận tải rồi lên bộ chính trị. Nhưng mà từ khi bắt đầu ông Thăng ông ấy mở mồm, ông ấy chửi Trung Quốc và ông bày tỏ hướng phân bí, thì bắt đầu các cái cuộc tấn công vào ông Thăng thì bắt đầu thì chúng ta mới hiểu rằng là cái nhưng mà cái trước kia đó bắt đầu là... theo nếu mà giống như nhiều cái nguồn tin thì ông Đinh La Thăng là phe của Nguyễn Tấn Dũng, ngày đó Nguyễn Tấn Dũng còn làm thủ tướng, nên là được có cái sự, nói chung là ông Nguyễn Tấn Dũng, nên lúc đó ông Nguyễn Phú Trọng hoặc là những cái phe mà thân Trung Quốc, người ta chưa có thể hạ bệ, chưa có thể đánh với người đó được, người ta phải chấp nhận cho đến khi mà họ đã đủ mạnh, đủ thăng thế rồi thì bây giờ người ta mới đưa xuống, tức là quân tử thù 10 năm, 10 năm trả thù cũng không muộn mà. Từ từ rồi đánh anh. Tôi nghĩ rằng là cũng không phải là phe của ông Nguyễn Tấn Dũng đâu. Tại vì nếu mà nói mà phe ông Nguyễn Tấn Dũng thì có rất là nhiều người ở trong bộ chính trị bây giờ đó cũng là người là thuộc phe ông Nguyễn Tấn Dũng, thân ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng mà họ không chửi Trung Quốc thì họ cũng không bị làm sao cả. Ngay kể cả bà Ngân hay là ông Bình các thứ, bà Mai các thứ ở trong bộ chính trị cũng toàn là người thân của ông Dũng cả, nhưng mà họ không có thái độ gì họ phản đối Trung Quốc, như ông Đinh La Thăng thì họ cũng chả bị làm sao cả. Anh Hiếu chắc cũng nhớ trong một cái bản tường trình mà lúc mà đồng chí S bị đưa ra để kỷ luật, thì bản thân ông Nguyễn Tấn Dũng cũng phải xin lỗi bởi vì một cái câu nói mà chống lại Trung Quốc lúc mà ông tham gia trong một cái buổi họp ở bên Philippines, đúng không ạ? Vâng. Thì ngay cả một đấy, người bắt đầu là ông Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu khi mà ông nói cái câu là không đánh đổi tình hữu nghị biển Đông, thì bắt đầu ông nói với cho nói lại người phản ứng chống Trung Quốc, thì bắt đầu từ lúc đấy thì bắt đầu các cái phe thân Trung Quốc đó mới được Trung Quốc xúi, thì nó mới nhằm nghe kỷ luật ông thế họ kia. Và chúng ta phải nhìn thấy rằng là khi cái bắt đầu từ 2015-16 là liên tục cái đoàn kiểm tra Trung ương Đảng của Trung Quốc đó, cả cái đoàn kiểm tra Trung ương Đảng của Việt Nam ý, là nó họp với nhau, nó bàn với nhau để tiến hành kỷ luật. Thì anh bảo là bây giờ, anh chị bảo là bây giờ cái ban tổ chức kiểm tra Trung ương Đảng của Trung Quốc nó dạy Việt Nam, ban tổ chức kiểm tra Trung ương Đảng Việt Nam nó dạy, thì anh bảo nó dạy cái gì? Chẳng lẽ nó dạy những cái người mà thân Trung Quốc, hại người thân Trung Quốc hả? Tất nhiên nó phải dạy là nó chọn đối tượng là phải những người ghét Trung Quốc, nó mang ra để nó làm thịt.
Bây giờ thì trong cái nhiệm kỳ này, sau này thì chúng ta thấy cái sự thăm hỏi những cái quan chức ở bên Việt Nam đi qua bên Trung Quốc cũng như là Trung Quốc đi qua Việt Nam thì như là hầu như là mỗi tháng, mỗi tuần, phải không anh Ninh Gió? Vâng, thường xuyên là có hàng tháng có những cái cuộc là trao đổi nội tình của nhau các thứ, rồi xin ý kiến chỉ đạo các thứ, là Việt Nam người ta xin ý kiến chỉ đạo của Trung Quốc hết. Tất cả mọi việc cứ mỗi lần cứ hàng tháng họ có đường dây nóng, rồi khi có vụ việc gì thì bản thân là đích thân cần thì đích thân những cái ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc họ bên sang lại họ chỉ đạo bên này. Chung theo tôi đánh giá thì tình hình Việt Nam thì không thể nào mà thoát được khỏi cái sự kiềm cặp của Trung Quốc, và nó thành một cái nước chư hầu, một cái nước nó lô lệ nó thực sự rồi, mà nó bước vào cái kỷ nguyên mà thành lô lệ chính thức rồi, không thể nào mà có thể là thoát ra hoặc là giấy ra được. Anh Hiếu nói cái câu này bằng cái giọng rất là đau lòng, thưa anh Kevin. Bây giờ cái chuyện mà Trung Quốc thì bây giờ cả anh cũng thấy rằng là có rất là nhiều có những người mà tướng hoặc là những cái người phát biểu của những người mà bên quân đội, tướng bên quân đội, người ta cũng có những ông tướng ông cũng đã nói rằng là bây giờ để đời con đời cháu của mình là may ra mới lấy lại được, còn bây giờ đó là Trung Quốc đó là cũng như là nó bất khả xâm phạm rồi. Bây giờ mình không có khả năng để mà đối đầu với nó rồi. Bây giờ nó muốn gì là mình phải theo nó. Anh thấy những cái lời phát biểu của những người đó, có những người thì là những cái lời phát biểu này được tung lên mạng là tự vì là trong một cái khi mà cái những cái người tướng này phát biểu đó thì nói chung là cũng trong những cái private thôi, của họ với nhau thôi. Nhưng mà sau đó cũng có người thâu, cũng có người thâu lại rồi mới bỏ lên trên mạng. Anh Hiếu thấy như thế nào về những cái lời phát biểu này? Tôi thấy những cái lời phát biểu đấy là họ chuẩn bị cho dân dân cái tâm lý là chúng ta là thần phục Trung Quốc rồi, và chúng ta đừng kháng cự làm gì. Bây giờ không phải là riêng các tướng lĩnh nói, mà trên tất cả các mặt về văn hóa, kinh tế, chính trị các thứ là được, người ta đều có những cái bước để người ta chuẩn bị là chúng ta thuần hóa cái nền văn hóa Trung Quốc, thuần hóa cái tư tưởng của Trung Quốc rồi. Như ví dụ như là dạy tiếng Trung Hoa rồi, nếu mà anh chị để ý xem xét thì bây giờ có những cái bài báo người ta biết những cái chuyện ở Trung Quốc mà như biết chuyện Việt Nam ấy, ngay những cái chuyện về kiểu như tình yêu về cái cuộc sống người ta biết cái chuyện của Trung Quốc mà người ta dịch từ bài báo Trung Quốc ra, nhưng mà người ta đặt tiêu đề rồi người ta đọc chuyện thì khi mình đọc thì mình mới biết đấy là của Trung Quốc, nhưng mà không, bình thường nó như Việt Nam mà người ta đang dần dần cho chúng ta quen với cái nền văn hóa Trung Quốc, quen cái tư tưởng văn hóa Trung Quốc và quen cái sự nghĩ Trung Quốc là nó là một cái nước và gắn bó với chúng ta, và chúng ta phải kiểu như phải thuần phục và không có cái sự đối kháng đối đầu. Riêng ở bên hải ngoại thì có rất là nhiều ý kiến, cũng như ở trong nước thì có nhiều người họ đứng lên họ đấu tranh, thì họ nói là chúng tôi chống Trung Quốc chứ chúng tôi không có chống Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng mà bên hải ngoại của chúng ta ở đây á, thì chúng ta nói là nếu mà ai không có chống Cộng sản thì chúng tôi không ủng hộ. Thì anh có cái suy nghĩ gì về cái những cái phát biểu này? Bây giờ từ đến giờ là chúng ta nói rất là nhiều đến cái chuyện mà cái Trung Quốc nó áp đặt lên cái đất nước Việt Nam, mà bây giờ Trung Quốc nó gần như là đó là bố của Đảng Cộng sản Việt Nam rồi. Mà bây giờ những cái người ta bảo là người ta không chống thằng con, người ta chống thằng bố, thì chúng ta phải hiểu ngầm rằng đấy là người ta chống Đảng Cộng sản, nhưng mà người ta không thể nói ra được, chúng ta phải hiểu được cái cách người ta nói chứ. Nếu mà chúng ta suy luận như kiểu là mày chống Trung Quốc nhưng mà mày không chống Cộng sản Việt Nam thì là không phải là chống, thì tôi nghĩ là đấy là cái suy luận đấy là người ta chưa hiểu hết cái vấn đề ở bên trong. Nghĩa là bây giờ chống Trung Quốc cũng là chống Cộng sản Việt Nam, theo cái ý của anh Gió là như cái vậy. Cái đấy là rõ ràng rồi, cái đấy của tôi thấy cái đấy là rõ ràng. Trung Quốc người ta đã đang là ông thầy của Việt Nam, đang là ông bố của Việt Nam, mà bây giờ những người đấy người ta chống ông bố, chống ông thầy thì rõ ràng là người ta chống cái gì, thì chúng ta phải hiểu thì tại sao cứ phải bắt họ phải nói ra làm gì. Tại vì nếu mà ở Việt Nam, những người đấu tranh ở Việt Nam họ cũng phải kiếm cách để mà họ nói như thế nào đó để họ có thể tiếp tục đấu tranh được nữa. Thì họ phải nói để họ phải được lòng dân, như chị bảo là ngày xưa thời ngay cả Nguyễn Huệ đi ra đánh ngoài Bắc thì người ta cũng phải trương đến chiêu bài là tôi phò lên dẹt Trịnh, tôi dẹt Trịnh, tôi phù vua Lê, tôi dẹt Trịnh, nhưng mà đến khi họ tấn công ra thì họ không ai làm cả, họ lên làm vua luôn. Cái chuyện đấy rồi là thì trước đến giờ đó là lịch sử nó tranh giành cái đấy rồi, nhưng tôi nghĩ là những người đấy người ta không hiểu về chính trị, người ta cũng không hiểu về lịch sử, nên người ta nói như thế. Anh Hiếu ơi, bây giờ cái tình hình ở Việt Nam là như vậy đó, cũng như là anh Kevin, thì rõ ràng là nồi da sáu thịt, huynh đệ tương tàn,
hiện giờ là cái tình cảnh ở Việt Nam, đồng chí với đồng chí họ đem ra nhau ra họ xét xử, họ tử hình, họ có những cái bản án tù cũng rất là nặng nề. Cái đó cũng là một cái điều cho thấy là cái sự thối nát bục ruỗng từ ở bên trong ra. Thì theo như anh Hiếu cũng như anh Kevin nghĩ thì cái điều đó nó có lợi gì cho những người đấu tranh dành đòi dân chủ, đòi độc lập khỏi phương Bắc của những người đấu tranh không thanh, có lợi thấy, gì không? Thấy người ta trong phiên tòa mà của ông Đinh La Thăng á, người ta nói đồng chí với nhau đó là đồng chí, nhưng mà ra tòa thì phải rõ ràng. Người ta cũng nói rõ ràng, tôi lấy bao nhiêu là tôi lấy, ai biểu tôi làm là tôi làm, tôi phải khai ra. Thì Kevin ngăn cái câu hỏi của Tường Minh đó, thì anh Hiếu nghĩ rằng là bây giờ nội bộ họ chia rẽ, họ đem nhau ra tòa để xử án người này người kia đó, thì anh nghĩ rằng là sắp tới cái này nó sẽ tốt hơn cho đất nước Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam, hay nó sẽ càng ngày càng xấu hơn? Tôi nói như thế này là khi mà cộng sản mà nó tương tàn nhau ấy, thì anh phải nhìn thấy là nó do những cái chủ thuyết, cái đường lối của nó thay đổi thì nó tương tàn nhau. Ngay những cái vụ mà xét lại và những cái năm 60 mấy mà bắt một loạt rồi vụ án xét lại rồi bắt các ông Hoàng Minh Chính rồi các ông Nguyễn Kiến Giang các thứ, thì các anh chị không hiểu cái vụ đấy không? Tức là hay là ông Vũ Đình Huỳnh, bố của ông Vũ Thư Hiên bây giờ đấy, thì đấy cũng là những người cộng sản, rồi họ cũng là người cộng sản và họ cũng bị thanh trừng, họ bắt bớ gì do cái chủ trương lúc đấy là thân Nga hoặc là thân Liên Xô thì họ thanh toán nhau. Thì bây giờ nó cũng là cái đường lối của cộng sản, là bây giờ nó cũng thay đổi và quyết tâm là thân gắn chặt với Trung Quốc hơn mà không giảm bớt quan hệ với các nước khác, thì họ thanh trừng nhau. Và khi mà họ thanh trừng nhau vì cái phe phái, về cái lý tưởng, về cái chủ thuyết như thế, thì tôi nghĩ là nó không bao giờ là có một cái gì tốt đẹp cho lại cho đất nước này cả. Chắc chắn rồi. Thì thí dụ như mà bây giờ họ đem ra họ như vậy thì càng ngày họ càng độc quyền, họ càng độc đảng, và họ đem cái sự sợ hãi đến cho những người phía bên dưới. Thì nhưng mà nếu như vậy thì những người đấu tranh có thể tận dụng cái cơ hội này để mà làm một cái điều gì đó không anh? Theo tôi thì những người đấu tranh dân chủ thì họ không đủ lực để họ tận dụng được cái cơ hội này. Và tốt hơn nhất thì tôi nghĩ rằng là một lời khuyên chân tình với tôi là họ nên giảm bớt cái sự đấu tranh để bảo đảm cái sự an toàn cho bản thân họ. Vì bây giờ Việt Nam họ đang gắn chặt với Trung Quốc và họ bất chấp kể cả họ bất chấp những cái sự đòi hỏi can thiệp của phương Tây đến rồi. Đến họ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và lúc người ta lên án họ thấy họ cũng bất cần rồi. Trước nay thì cái sự người đấu tranh dân chủ, tôi phải nói rằng là họ sở dĩ họ phát triển mạnh được là do cái quan hệ của, do cái trường, do cái chủ trương của cái bộ chính trị khóa trước là người ta mở rộng với phương Tây rồi họ làm ăn, họ đối tác với phương Tây gây áp lực về đòi hỏi nhân quyền, thì họ cũng giảm bớt bắt bớ, hoặc là họ cũng để cho người dân hay là các tổ chức xã hội người ta có một chút tiếng nói như thế để họ khoe với các lớp phương Tây là đây chúng tôi cũng cải cách, chúng tôi thọ kia. Nhưng mà bây giờ thì họ không cần nữa rồi, họ bắt hết, họ trả xá gì cả. Cho nên là theo tôi thì cái thời điểm này không phải cái thời điểm để mà các lực lượng dân chủ tận dụng, vì họ quá sức yếu để mà họ tận dụng, chả có gì mà khó khăn lực để mà tận dụng. Trái lại cuối cùng là chỉ là mồi cho bọn cộng sản độc tài đang hăng máu, rồi khi con thú đang hăng máu thì nó bắt bớ, nó tràn lan nhiều hơn, mà chúng ta chả có cách gì để chúng ta kháng được cái sự khát máu đấy. Thì theo tôi, ý chân thành tôi thì có người sẽ bảo rằng là tôi hèn, hoặc là tôi đưa ra những cái lời khuyên hèn nhát, nhưng mà thật tình với những cái kinh nghiệm cá nhân của tôi, những cái quan sát của tôi, tôi nghĩ là lúc này thì các cái nhóm đấu tranh ở Việt Nam thì lên tạm thời là lui mình lại thì tốt hơn. Thì rõ ràng cũng như chúng ta đã thấy thì khoảng 2 năm trở lại gần đây không có một cuộc biểu tình nào để chống Trung Cộng được có thể diễn ra được ở Việt Nam, phải không anh Hiếu? Vâng ạ, đây là cái sự thực là như vậy chứ. Không biết anh Kevin có ý kiến gì không? Không, Kevin thì Kevin cũng đã giống như là bây giờ mà mình ở mình chống, mình giống như những cái tổ chức dân chủ ở bên Việt Nam, thì ở hải ngoại chúng ta vẫn có thể vận động được, vẫn làm gì được nhiều chuyện. Nhưng mà Kevin thấy á, anh Hiếu thấy sao về thứ nhất á, là những cái người mà thượng nghị sĩ Mỹ, người ta họ bây giờ tới nước thứ nhì rồi. Tức là cách đây hồi tuần trước đó thì Kevin có đưa cái tin, tức là ba cái người thượng nghị sĩ Mỹ người ta vận động để đổi tên đường ở trước cái tên đường mà
của tòa đại sứ Trung Quốc ở tại DC. Thì bây giờ đó người ta bên người ta tiếp tục làm một cái chuyện thứ hai là trước tòa đại sứ của Nga. À, tức là người ta bữa trước thì người ta dùng cái ông Lưu Hiểu Ba, đổi tên đường của ông Lưu Hiểu Ba ngay tòa đại sứ Trung Quốc. Còn bây giờ đó thì người ta đổi cái tên đường của một cái người mà chuẩn bị ra ứng cử ở bên Nga cách đây 2 năm đã bị bắn chết trên đường mà đi bộ về nhà. Kevin quên tên cái người đó, mà người ta sẽ đổi cái tên đường đó để cho bây giờ tất cả những cái thư từ mà gửi đến tòa đại sứ của Nga thì cũng sẽ lấy tên một cái người, một cái nhà này coi như một cái nhà dân, một cái người mà có tư tưởng cấp tiến mà đã bị ám sát cách đây là 2 năm. Thì anh nghĩ theo cái cách này đối với Việt Nam chẳng hạn, hay là mình có thể áp dụng cái đường lối này không? Dạ thưa anh, tôi chỉ chuyên tâm, tôi chú ý những cái vấn đề ở trong nội tại Việt Nam thôi. Còn cái trình độ về ngoại ngữ thì cái trình độ đọc tin tức ở bên ngoài tôi rất là kém, nên là tôi cũng không rõ được những cái vấn đề bên ngoài nó tác động hoặc là nó hiệu quả thế như nào, thì thực sự là tôi không dám đánh giá anh ạ. Anh Hiếu ơi, sau cái vụ mà Cộng sản Việt Nam đi qua tới bên Đức Quốc để mà bắt cóc Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam xét xử, thì cái điều đó có ảnh hưởng gì đến tâm lý của những người Việt Nam đang sống ở tại Đức Quốc không anh? Một số người thì họ có hiểu biết, thì đa số những người họ vào quốc tịch Đức rồi họ có hiểu biết thì họ cũng rất là buồn, tại vì khi họ ra làm việc tiếp xúc với người Đức thì tự dưng là nó có một cái mặc cảm. Còn đâu là đa số người dân ở Việt Nam ở đây thì họ cũng lao động, tức là họ là làm leo rồi là họ làm bếp các thứ, thì họ cũng chả để quan tâm, họ cũng chả để ý gì đâu. Anh Hiếu cũng nhận thức được là anh Hiếu cũng là một cái tay viết chống lại Nguyễn Phú Trọng rất là mạnh mẽ, hầu như là viết hàng tuần vài blog thì mỗi ngày, không biết là anh có sợ không? Tôi thực sự là cái lối sợ thì nó là xa rồi với tôi lâu lắm rồi. Bây giờ tôi làm tôi viết là cứ theo một cái bản năng, cái việc là cứ thế nó làm thôi. Thì cái ngày đầu rồi mình viết thì mình còn đắn đo là cảm giác là sợ hoặc là không sợ hoặc thế này thế kia, chứ về sau thì nó thành một cái quán tính rồi, một thói quen rồi, cứ thế làm thôi. Như người cảnh sát người ta đi bắt cướp thì chỉ hỏi người ta có sợ không thì làm sao mà người ta sợ được, thành nghề người ta quen rồi. Chứ còn họ bắt cướp thì nhiều khi họ nguy hiểm, bị bắn chết, bị bắn lại, kia họ vẫn làm thôi. Dạ vâng, một cái câu hỏi cuối cùng, bởi vì bây giờ thì thời gian cũng không còn nhiều nữa. Anh có thể so sánh giữa cái việc mà hồi xưa anh viết lách ở trong nước, anh phải dùng những cái từ ngữ vòng vo một chút xíu để mà anh ám chỉ tới những cái cuộc đấu đá ở trong nội bộ, nhưng mà ra ngoài này thì anh có thể nêu đích danh từng người, thì theo hai cái cách đó thì anh thấy nó có cái sự khác biệt nào? Tôi chỉ nói với chị là đơn giản là khi tôi đi ra khỏi Việt Nam, cái Facebook của tôi có 15.000 người theo dõi. Trong vòng 4 năm tôi ở nước ngoài tôi viết thì cái số lượng này đã lên đến 160.000 người, tức là gấp 10 lần. Thì tôi nghĩ rằng là cái câu trả lời đấy là nó, cái câu con số đấy là nó sự trả lời cho cái sự là rõ ràng nhất là cách nào là hiệu quả hơn. Tức là cái cách mà tôi nghĩ rằng cái cách mà nói thẳng, nói chính xác vào vấn đề và luôn thì nó dứt điểm vào vấn đề luôn, thì nó đem lại cho người đọc cái sự tiếp thu nó nhanh hơn, chứ người ta cũng không còn đâu có thời gian để người ta ngồi người ta đọc, người ta suy luận ra là mình nói cái gì, rồi tên ông cả sáng là ông nào, rồi tên ông này ông kính là ông nào, các thứ thì họ cũng cần mất công suy luận. Bây giờ thì ở nước ngoài thì tôi nói thẳng ra thì họ, thì cái thông tin của tôi nó đến người ta nhanh hơn, nó trực tiếp hơn, thì chính vì thế cái số lượng người ta đọc bây giờ họ cũng gấp đến 10 lần hơn. Đấy là con số nó trả lời cho tất cả. Vậy thì vừa rồi á, khi mà cái Facebook của anh á bị người ta bị hack á, rồi có rất là nhiều người claim là đó là Facebook của họ, thì anh có gặp bị trở ngại nhiều không? Tức là nhiều người là người ta làm sao anh? Nghĩa là cái Facebook của anh á, thì hiện giờ nếu như một quý vị lên mà quý vị lấy cái tên Bùi Thanh Hiếu hoặc là Người Buôn Gió thì có rất là nhiều những cái Facebook tương tự như vậy. Theo như Tường Minh được biết á, là vừa rồi Facebook của anh có rất là nhiều người nói cái này là Facebook của tôi.
tên tôi là Bùi Thanh Hiếu và đưa ra những cái giấy tờ luôn, thì anh có bị trở ngại gì về cái chuyện này không? Tôi bị trở ngại là Facebook thật của Facebook của tôi thì rất nhiều lần bị người ta khóa vì tội mạo danh của người khác. Trong khi đấy người ta mạo danh của tôi, tôi cá tôi và tôi bị khóa thì liên tục. Đến bây giờ thì tôi vẫn bị khóa, nhưng mà tôi lập một trang khác là trang nhà văn, thì trong vòng chỉ vòng có một tháng thì tôi đã có được hơn 40.000 người theo dõi. Thì rồi tôi nghĩ là mọi người đọc thì họ cũng nhanh chóng họ sẽ biết đâu là cái thật, đâu là cái giả. Vậy thì anh có nghĩ tới anh bây giờ trước khi anh mở một cái Facebook nào đó đó, thì anh copy luôn cái ID bad boy gì đó, anh gửi thẳng cho Facebook, anh nói đây là cái Facebook của anh và từ ngày hôm nay của anh luôn, người ta để sẵn anh đó luôn. Đâu có anh không, hình như là cũng có một người đưa bad boy luôn, cũng đưa bad boy luôn. Bây giờ là anh bảo là cái bad boy của tôi, cái chứng minh thư của tôi là do cơ quan công an Việt Nam người ta cung cấp. Khi mà người ta đã cung cấp cho anh rồi thì người ta làm cho đến 3 cái lứa, xong rồi họ cho 3 người khác đi đăng ký của tôi. Cái chuyện này không, thì họ bây giờ anh dùng cái mà bây giờ anh là thường trú nha nhân của Đức rồi, thì bây giờ anh dùng cái của Đức ấy chứ. Vâng, thì mà tôi chắc sắp tới chắc là tôi sẽ dùng cái bắt bo của Đức để tôi đăng ký ở Đức này, và tôi có thể là tôi sẽ nhờ một cái luật sư được ký hợp đồng, một cái gọi là luật sư bảo vệ về truyền thông các thứ, về các thứ trên mạng này, tôi sẽ ký hợp đồng với họ để họ bảo vệ cái quyền lợi đấy cho tôi. Chứ tại vì Tường Minh thấy anh người buôn gió Bùi Thanh Hiếu cũng rất là vất vả, rất là mắc công trong cái việc lâu lâu phải đi đòi Facebook lại một lần và phải submit rất là nhiều giấy tờ để mà chứng minh đó là cái Facebook của mình. Rồi nhiều lúc anh chán quá anh cũng bỏ luôn đi ra mở một cái Facebook khác, rất là mất công. Cảm ơn anh Bùi Thanh Hiếu, blogger người buôn gió đã đến trong chương trình ngày hôm nay. Rất là cảm ơn anh Bùi Thanh Hiếu. Vâng ạ, chào anh chị và chào các quý thính giả của đài. Rất một lần nữa, Kim mình rất là cảm ơn quý vị đã đón nghe cái chương trình Người Việt Hải Ngoại này. Hy vọng là vào thứ ba tuần sau, chúng tôi, Kevin muốn nói về cái bài quốc ca Việt Nam Cộng Hòa một chút xíu. Nếu mà quý vị nào, rất là mong quý vị có thể đón nghe vào ngày thứ ba và gọi vào góp ý kiến. Thứ nhất là Kevin thấy, nếu mà quý vị nào, quý vị vào Google, quý vị search, thì quý vị sẽ thấy là có hai bài quốc ca trên đó. Sáng nay luật sư Bảo cũng giống như trong cái chào Bình Minh có Cành Sên. Cái thứ hai nữa khi mà chúng tôi cũng muốn nói trao đổi cùng quý vị về các cách thức của chúng ta để mà khi mà chào cờ. Dạ. Dạ vâng, xin chào tạm biệt tất cả quý thính giả của chương trình Người Việt Hải Ngoại trưa ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.